Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Đây là clip mình làm để giới thiệu sản phẩm côn nhị khúc inox chạm rồng khớp xoay linh hoạt. Trên tay mình đây là côn nhị khúc inox chạm rồng khớp xoay linh hoạt. Độ dài thân côn là 28 cm, độ dài dây côn là 19 cm, độ dày thân inox là 1,2 mm, trọng lượng 260 g và đường kính thân côn là 2,2 cm. Đây là trọng lượng của cái côn nhị khúc này là 260 g. Đấy, mình sẽ show cho các bạn xem chi tiết sản phẩm như sau: từ đuôi côn và thân côn, rồi lên phía đầu côn, khớp xoay linh hoạt ở đây. Đây. Nó cực kỳ linh hoạt và trơn tru khi các bạn thao tác luyện tập, nó không hề gặp cái vướng mắc gì cả. Đây, cực kỳ linh hoạt luôn. Đấy, dây rất chắc chắn. Đấy, rất chắc chắn. Cây côn này vừa phù hợp để chúng ta luyện tập biểu diễn, vừa là phù hợp để chiến đấu, bởi vì là cái thân côn được chạm hình rồng nên là cực kỳ bám tay. Đây, mình sẽ cho các bạn xem con rồng nhé. Đây, đầu rồng đây này, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là đầu con rồng và râu rồng. Con rồng này cực kỳ đẹp. Vảy rồng rất đẹp. Đó, có vân mây, móng chân của rồng được thiết kế rất tinh xảo. Con rồng này cực kỳ đẹp luôn. Cái phần mặt con rồng rất khôn, nhìn rất tuyệt vời, rất có thần thái. Phía đuôi này được chạm hoa văn rất đẹp. Đấy, và phần đầu côn này cũng thế, chạm hoa văn. Đây là một cây côn đáng để các bạn cho vào bộ sưu tập, bởi vì là cái con rồng nó cực kỳ ý nghĩa. Khi mà trên cái thân côn nhị khúc được chạm hai con rồng hai bên như thế này thì có nghĩa là hai con rồng nó quấn, từ các bạn tưởng hai cái đuôi nó quấn vào với nhau vào phía này, và hai cái đầu rồng nó ở hai phía đuôi côn, thì khi lúc chúng ta đánh thì là hai con rồng nó sẽ quấn ở quanh người để bảo vệ chúng ta. Đấy là cái lý do và ý tưởng mà nhà sản xuất đưa ra là như vậy. Đấy, cực kỳ đẹp. Để mà đánh chiến đấu thì là cực kỳ là khuê. Đây, ở trong thân côn có một đoạn xích ngắn ở trong tạo ra sự len keng, được nối ở phía cuối của cái khớp xoay này. Đấy. Đó. Và có thể mũi ra bên sau. Chạm rồng rất đẹp các bạn nhé. Khớp xoay linh hoạt. Mình thì mình chia sẻ là mình cực kỳ thích rồng. Mình thích rồng cực kỳ luôn. Nếu như các bạn để ý thì có thể thấy là mình xăm một hình con rồng rất lớn ở lưng. Đây. Đấy, đây là hình xăm con rồng của mình. Toàn bộ lưng là mình xăm thẳng con rồng luôn, bởi vì là rồng là cái con vật mà mình yêu thích nhất, nên là cái côn chạm rồng này cũng là cái côn mà mình yêu thích nhất khi mà trong cái bộ sưu tập của mình đó. Nên là nếu như các bạn quan tâm cái sản phẩm côn nhị khúc chạm rồng này, các bạn có thể truy cập website
cnk.vn, ba chữ cái thôi, cnk.vn, và gọi điện đến tổng đài 1900 0114 để đặt hàng. Các bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên website, hoặc nếu như các bạn còn thắc mắc gì về cái sản phẩm này hoặc bất kỳ sản phẩm nào, hoặc là các bạn cần tư vấn để chọn được một đôi côn ưng ý nhất, phù hợp nhất với cái thể trạng của bạn và cái trình độ của bạn ở thời điểm hiện tại, thì các bạn cứ gọi điện cho mình vào số điện thoại 1900 0114 để mình tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái video hướng dẫn mà mình làm để hướng dẫn cho các bạn những cái kỹ thuật tập luyện côn nhị khúc bài bản từ cơ bản đến nâng cao nhé. Đấy, hoặc các bạn truy cập website cnk.vn, ở trong đó cũng có những video hướng dẫn luyện tập côn nhị khúc mình đã sắp xếp từ 1 cho đến hết N rất nhiều, từ cơ bản đến nâng cao rất khoa học rồi, nên là các bạn mua sản phẩm không phải lo là không biết học ở đâu cả, mà chỉ cần mua hàng thôi. Các bạn chỉ cần liên hệ với mình để mua hàng, thế là các bạn đã có tất cả những video hướng dẫn có thể tập luyện ở nhà rất trực quan và chu đáo. Cảm ơn các bạn đã xem clip.